Xin chào các bạn, đây là chuyên mục chăm sóc sức khỏe của Mẹo Sức Khỏe HTV. Nội dung trong chuyên mục chúng tôi sắp gửi đến cho các bạn, hy vọng rằng sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc chăm sóc sức khỏe của mình. Bài thuốc dân gian trị khỏi tận gốc bệnh đau dạ dày mãn tính. Các bạn thân mến, với nhịp sống hiện đại như hôm nay, bệnh đau dạ dày đã trở thành căn bệnh phổ biến mà bất kỳ ai, bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể mắc phải. Đau dạ dày ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, hiệu quả công việc, học tập. Vì vậy, người bệnh luôn muốn tìm phương pháp chữa bệnh đau dạ dày càng sớm càng tốt. Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chữa đau dạ dày bằng sự kết hợp giữa nghệ và dừa tươi. Đây có thể nói là một bài thuốc rất đơn giản, dễ làm, thế nhưng lại có khả năng chữa bệnh đau dạ dày rất tốt. Các bạn hãy cùng tìm hiểu nhé! Đầu tiên, các bạn hãy chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau. Nguyên liệu thứ nhất là một quả dừa tươi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng enzyme trong nước dừa có khả năng kháng khuẩn, giảm viêm và tiêu diệt một số vi khuẩn gây hại ở đường ruột. Từ đó sẽ giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động được tốt hơn. Phân giải hàm lượng protein dùng để chữa trị các bệnh viêm đại tràng, viêm loét dạ dày, vân vân. Dừa sử dụng nên chọn loại dừa xiêm tươi, xanh vỏ, không quá non cũng không quá già, có nhiều nước, có ít cùi cứng. Nguyên liệu thứ hai cần chuẩn bị đó là tinh bột nghệ. Trong đông y, nghệ từ lâu đã được dùng để điều trị bệnh đau dạ dày hiệu quả, viêm loét dạ dày, hành tá tràng. Nguyên liệu thứ ba là mật ong nguyên chất. Đây chính là ba nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị cho cách trị đau dạ dày này. Cách các bạn thực hiện bài thuốc như sau. Cách thứ nhất, sử dụng nước dừa. Công việc đầu tiên là chặt phăng hai đầu của quả dừa. Sau đó, mình sẽ chặt thủng một lỗ nhỏ ở phía trên. Giờ mình sẽ mang quả dừa này đi nướng. Bạn có thể dùng bếp than, bếp ga hay bếp điện đều có thể được. Khi nướng chúng, ta sẽ để lửa nhỏ thôi nhé. Với quả dừa này, chúng ta sẽ nướng khoảng từ 30 đến 40 phút khi mà lớp vỏ bên ngoài của quả dừa đã xém đen là được rồi. Chúng ta nướng quả dừa này được khoảng 30 phút rồi đấy các bạn. Và phần vỏ ngoài của nó cũng đã cháy xém đen đi rồi. Giờ thì mình sẽ tắt bếp và cho nó ra. Đây chính là quả dừa của chúng ta sau khi đã nướng xong.
giờ mình sẽ chặt thùng to ra để có thể nạo được phần ruột bên trong. Với quả dừa này, bạn hãy dùng thìa nạo hết phần cùi bên trong cho mình nhé. Sau đó, mình sẽ đổ nước dừa và củi dừa ra cái bát to này. Đây chính là bát nước dừa chúng ta cần cho cách điều trị đau dạ dày đây. Với bát nước này thì bạn hãy chia thành 3 phần đều nhau, chia dùng trong 3 lần trong ngày và nên dùng trước các bữa ăn khoảng 30 phút, mỗi ngày một quả. Cách thứ hai, sử dụng tinh bột nghệ. Đầu tiên, bạn hãy chuẩn bị cho mình một cốc nước ấm, khoảng 100ml nước. Sau đó, bạn cho vào cốc này khoảng 2 thìa tinh bột nghệ. Và khuấy đều cho nghệ tan hết trong nước nhé. Khi mà nghệ đã tan hết rồi thì bạn tiếp tục cho vào khoảng 2 thìa mật ong nguyên chất. Rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục khuấy đều. Đây là cốc nước của chúng ta cần cho cách trị đau dạ dày ở cách thứ hai này. Với cốc nước này thì cách các bạn sử dụng sẽ như sau. Bạn hẹn giờ và dậy lúc 4 giờ sáng uống hết cốc nước tinh bột nghệ này. Sau đó bạn có thể đi ngủ tiếp. Khi ngủ, lấy gối kê ngang thắt lưng và bạn hãy thay đổi tư thế nằm nghiêng sang hai bên nữa nhé. Bạn nên kết hợp hai cách chữa đau dạ dày bằng nghệ và dừa liên tiếp trong 3 ngày sẽ giúp cho các triệu chứng của bệnh đau dạ dày có thể giảm bớt hiệu quả mà không cần phải dùng đến thuốc tây. Những lưu ý cho người bệnh khi sử dụng cách chữa đau dạ dày bằng quả dừa và tinh bột nghệ này như sau. Không sử dụng rượu bia, chất cồn, đồ uống có chất kích thích hay đồ cay nóng. Uống thuốc chữa đau dạ dày theo đúng liều lượng, kiên trì và không được bỏ dở. Chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày thay vì 3 bữa chính. Cân đối giữa làm việc và nghỉ ngơi, không vận động mạnh ngay sau khi ăn. Giữ cho tinh thần luôn thoải mái, không để bị rơi vào trạng thái căng thẳng hay stress. Trị đau dạ dày bằng dừa và nghệ sẽ có tác dụng tối ưu nhất nếu như bạn nghe theo những lưu ý trên. Và bạn nhớ rằng, bạn cũng nên thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt hiện tại cho phù hợp nhé. Chúc các bạn thành công và luôn mạnh khỏe! Chúng tôi hy vọng rằng với chuyên mục này, với nội dung trong video sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc chăm sóc sức khỏe.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.